Chiều ngày 8 tháng 6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh. 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức đoàn kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực hiệu quả triển khai đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Đảng ủy quân sự tỉnh phối hợp với các sở ngành triển khai kế hoạch xây dựng điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới giai đoạn 2019-2025, tổ chức xây dựng 21 điểm trên 105 căn nhà với tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng, hoàn thành xây dựng đề án khu dân cư Tràng Riệt với 384 căn nhà và 389 hectare đất sản xuất với tổng mức đầu tư 218,7 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, củng cố quốc phòng an ninh, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tiềm lực kinh tế. Dịp này, Đảng ủy quân sự tỉnh Tây Ninh khen thưởng cho 10 tập thể, 16 cá nhân có nhiều thành tích.